Thẳng thế nào? Thẳng thế nào? Mi cẩn thận không là mi tụt ra khỏi áo của anh đấy. Ok nào, chúng ta quay phim một tí không? Nè, bẩn rồi này. Nhìn cái bẩn không? Cứ để nguyên đấy nhá. Ngồi xuống nào. Trong khi chờ đợi chị Messi ra đây không, Si ngồi xuống. Siro ngồi xuống. Siro ngồi xuống đi. Ngồi xuống, bẩn hết rồi, bẩn hết quần áo anh rồi. Ờ, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của trại chó Rottweiler GV. Hôm nay cho ba mẹ con Messi đi ra hồ chơi. Mà tiện đà chúng nó nghịch nước cho nên là cho chúng nó bơi luôn. Không. Đây là Messi. Đây là Igo và đây là Isiro. Ok, mời mọi người xem clip nha. Đông, trời ơi bẩn hết. Ủa ơi bẩn kìa. Bụp ra hả? Bụp cổ. Đúng rồi, nó bẩn hết cả cổ cả áo của chú rồi. Siro nhá, Siro bỏ ngay cái tật Siro nhảy lên người anh ấy đi nhá. Nhảy lên người anh thế là ăn bụp đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu. Hôm nay anh đang mặc cái áo này bẩn sẵn rồi thì ok. Lần sau đừng trách nhá. Ngồi yên đấy chờ chị Messi một tí không? Không nhảy. Rồi cho cả Siro xuống đi. Siro xuống đi. Messi thì ngồi đấy, Siro xuống đấy cho. Nhặt vớ nhặt vẩn đâu, vẩn đấy. Đưa đây cho anh. Đưa mắc cải đây. Nào. Thối này. Được rồi, nhả ra. Đây, nhặt nè. Đâu rồi, chìm rồi à? À đằng sau. Đúng rồi. Giỏi. Nó lấy rồi còn đâu. Rồi. Bơi cách xa nhau ra. Bơi ngay sát sạc thì cẩn thận như này. Gặp con lọ gì nó kia. Đâu cầm ở đây sao nào, rơi rồi kìa. Đưa đây sao nào, đi cô. Đưa đây. Ừ, giỏi, nào, 2, 3 nào. Nào, hai đứa đâu. Ừ. Đi cô này. Kia, đúng không? Xuống lấy. Không để ý. Nào. Kia mà. Ngoài kìa. Đấy. Đi cô này, chân chân rồi. Úi dồi, xa quá à. Ăn thua gì? Ra lấy đi. Đó. Đi cô Siro đi lại hàng này. Nào. Thôi Messi ngồi yên đấy, để cho con nó chơi một tí đã. Rồi tí rồi Messi. Kìa bạn khán giả lại không thích lên TV à? Thôi Messi. Chó. Kẹ cho em nó chơi. À kẹ cho anh chơi. Nào hai đứa lại đây xem nào. Igo Siro. Nào. Nào xuống lấy kìa. Kìa bắp cải kia mà. Đây. Đấy. Nhìn thấy chưa? Xà quá. Chùi là xà quá. Xuống lấy. Kìa, yeah, gần mà, gần lắm. Gần luôn. Tiến lên, đúng rồi. Igo, thể hiện đàn ông đi. Không mà thua. Tưởng Igo nào. Quy ra lấy. Ừ, đây, còn có người hỗ trợ nữa này. Thôi, Messi.
Kiro này. Kiro này. Kiro. Không để cho nó lấy cái bắp cải để nào, thế cầm lấy que này nhá. Đây. Này, lấy que này, Igo này. Ra lấy. Có nhìn thấy không? Que bé quá. Que bên ngoài mà. Hả? Ôi Siro ra đây. Cậy cậy anh chơi đi. Không, nó không làm gì đâu, nó chỉ hít thôi. Ra đây. Rồi Siro vào đây nghỉ tí nha, lại đến lượt mẹ ra. Nào. Chờ một tí nào. Merci. Siro ngồi yên đấy. Không, Siro ngồi yên hết rồi. Tại sao lại Si lại cứ lắng phéng để cho hai cụ này đi qua đây đã. Thôi Siro, nghỉ một tí đi. Không lại mệt. Không lại cái gì nhé. Được rồi nhá, không được ăn đâu. Chưa xem cái gì đâu. Nào Igo. Igo. Xem cái gì? Là tôi đi đến rồi. Nè. Igo. Igo. Đi xuống dưới. Si. Nó si. Xuống dưới rồi. Igo. Igo ra đây. Igo. Đi vô đâu? Hai mẹ con ngồi đấy. Cho một mình con Igo chưa? Xem là kiếm cái gì dọn đi. Đấy, Igo xuống dưới chơi đi. Không lên trên. Lên trên là ăn bụp đấy. Xuống dưới bơi. Con Siro chờ đấy, chưa đến lượt. Hôm nay cho ba mẹ con nó đi. Igo đi chơi xa thế? Hả? Lại gần đằng này thôi. Siro đang muốn xuống đây. Trời ơi. Ông lại còn có cái trò nghịch thế nữa. Thôi thế này thì tí phải về sớm rồi, còn phải tắm qua cho cái chứ không là nước vào mũi hả? Hả? Trời, mới ăn trưa xong xuống nước bụng nó trương phình ra. Hai mẹ con phải chờ để cho thằng dai hoai này nó nghịch của mình thì mới quản lý được. Thế và ba đứa cùng ra thì không quản lý được. Nó đang thì cái tuổi, hai con nó đang ở tuổi hiếu động, thích nghịch. Thôi Igo vào đây, hết lượt của Igo rồi. Để cho mẹ ra chơi một tí. Nào. Trời. Có thể ngồi yên được không? Chú mới có tóc mới à? Chú mới có tóc mới kinh. Thế mà cũng nó cũng biết. Biết cả chú cũng mới có tóc mới nè. Trong khi đó con không có ở đây nên như vậy. Hả? Trong khi đó con không có ở đây nên không phải chú như thế. Ừ đúng rồi. Chú mới có tóc mới đấy. Ngày nào con cũng phải ra đây. Ngày nào cũng ra đây chơi hả? Tại sao nó lại tối mò này nhỉ? Hình ảnh nó lại tối mò này. Yên này. Để anh xem là cái góc nào để cho nó sáng sáng tí chứ không tối quá. À đây được. Không có con chó bố. Đúng rồi, chỉ có ba mẹ con thôi.
Thôi Messi ơi, Messi lằng nhằng quá. Là như nào? Tí nữa chị Yumi ra đây đã là coi như là đủ bộ nhá. Chào. Hấp nha. Đúng rồi, nó nhìn là nó thấy lạ là nó đăng thì hơi bị phấn khích một tí. Không hiểu là cái ý của Messi là như thế nào. Là sao? Không, cũng không phải là nó sợ đâu, mà có vẻ như là nó thấy lạ là nó kiểu nó thích. Như này có kịp có quay được không? Thôi Si ơi, Si không ổn. Ok, cho Siro ra, cho Siro nghịch tí nhá. Siro ơi, bóng đâu? Cầm bóng đây. Ai giờ không thích cầm vào, không thích cầm vào ở ngoài đấy chơi mình hả? À. Nó phi ra tận đâu? Vào cái xe. Siro chơi một mình à? Siro. Yumi hấp quá đấy Yumi ạ. À. Ai cho phép Yumi đi ra ngoài? Chúng à? Cho sáng lên thì... Cho chúng nó đi bơi chứ. Mi đi bơi à? À, rồi cho con Ivo ra nãy nha. Mi vào đây Mi. Ra đây. Ivo xuống chơi đi. Mi. Ivo. Này. Ôi. Ivo. Này. Nào. Xuống hồ chơi. Ngồi đây. Bóng này. Bóng rồi. Kia, đấy đi. Rồi. Đây. Thôi được nữa. Yugo. Ta ra chỗ khác. Yugo. Yugo đâu rồi? Yugo ơi. Nó đi sau đấy hả? Yugo. Nào. Đây. Messi quay, Siro quay lại đây. Siro. Yeah. Diego vẫn không nhìn thấy quả bóng đâu à? Đó. Diego. Đây mà. Còn Dương. Quay lại thôi. Thế rồi, quay ra chỗ khác rồi. Siro. Nào. Cô ra đây ngồi giữ. Không cho ngồi ở chỗ này nữa bẩn hết. Ngồi xích ra đây. Thôi. Ra đây. Siro đừng để anh phải nhảy xuống nhá. Đi bạn ơi. Bạn Dương. Đi về tắm cho mẹ muộn. Đúng. Nào. Ra đây anh ngồi dây một tí nào. Ngồi yên đấy. Không bẩn hết. Này nó nhảy ở chỗ này bẩn, nó nhảy nó cũng bẩn.
quấn hết mấy vòng đây rồi. Đây xuống dưới đây. Nào, xuống đây cho sạch đi đã. Mà nó nô nhau thôi. Mẹ xử lý đi. Hai đứa cho nó cãi nhau thì Messi xử lý. Bụp. Chỉ có bụp và bụp thôi. Xử lý kiểu gì được ngoài bụp. Nào. Sao nhìn ra một con giống thế? Giống nhau không? Đúng rồi, con trai bây giờ lớn hơn mẹ rồi. Đây của Siro đây, lằng nhằng quá đi. Nào. Thắng thế nào? Thắng thế nào? Mi cẩn thận không nào, Mi tụt ra khỏi áo của anh đấy. Thắng. Tiến lên. Không. Chụp kiểu ánh đi. Gọi cho nó rồi chụp kiểu ánh đi.